Thủ đô Beijing của Trung Quốc đang phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng đến tới mức mà lần đầu tiên báo động đỏ ở cấp độ 4 là cấp độ cao nhất đã được ban hành và màn khói bụi dày đặc này thì đã nhấn chìm nhiều địa danh nổi tiếng của Beijing và xuất phát từ thực tế đó thì một trào lưu đang được lan truyền trong người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc đó là vẽ lại các địa điểm trên nhằm giúp du khách nhận ra nơi mà họ đang chiêm ngưỡng. Trong màn khói mù dày đặc bao trùm thì khó có thể nhận ra đây là Tiananmen lối vào di tích nổi tiếng Xu Jin ở Bắc ở Beijing. Ở sân vận động Tổ Chim thì cũng trong tình trạng tương tự. Còn đại lễ đường nhân dân Trung Quốc thì biến mất hoàn toàn trong màn khói mù mịt. Tình trạng ô nhiễm đến mức báo động ở Beijing chính là nguyên nhân khiến những địa danh này gần như mất tích trong những bức ảnh chụp thủ đô. Chính bởi vậy mà không ít du khách khi ghé thăm Trung Quốc đã cảm thấy thất vọng trước một Beijing mờ ảo. Và để trợ giúp những vị khách du lịch kém may mắn nói trên thì cư dân mạng Trung Quốc đã quyết định vẽ thêm cũng như là truyền tay nhau trên mạng những địa danh du lịch nổi tiếng của Beijing trong đó thì có thể thấy đài truyền hình trung ương trung quốc cctv thì cũng đã được phát họa lại